một lần gặp gỡ, tương tư ngẩn ngơ thương nhớ về anh. Hai lần gặp gỡ, mong sao được bỏ túi anh để dành. Vài lần gặp gỡ, sâu trong lòng em hãy tìm lối yêu anh rồi. Chẳng cần biết ai tương tư về ai. Thật ra vài hôm nay bỗng vui lạ thay, vì dường như đã thích anh rồi. Cầm ly trà trên tay, oh beautiful day, cạnh mèo cưng với tương tư tình đầu. Chàng trai hôm đó với cây đàn đôi mắt thầm thì, chàng trai hôm đó có đâu ngờ tìm ai xôn xao. But I don't know, đến bây giờ tìm một đôi điều cho em nhận ra. Con tim yêu ai lần gặp gỡ, tương tư ngẩn ngơ thương nhớ về anh. Hai lần gặp gỡ, mong sao được bỏ túi anh để dành. Vài lần gặp gỡ, sâu trong lòng em thấy tim đã yêu anh rồi. Chẳng cần biết ai tương tư về ai. Hey, anh từ đâu ra vậy? Bước từ trong truyện tranh hay cổ tích ra vậy? Hey, nghĩ về anh nhiều quá đi, trong lòng em ngẩn ngơ và thẫn thờ. Tưởng là không bận tâm, tưởng là quên đi, vậy mà lòng rộn ràng vì hình của mình chẳng tha tim. Và giờ là thầm hát trong lòng, và trời buồn áng mây hôn, và gió hát say mê. Chẳng cho anh đó với tình. Quỷ xinh đi, tôi đã xe hư rồi sao còn nghỉ học hoài nữa. Nãy giờ bây giờ đi xe buýt về nhà một mình, chán muốn chết luôn. Ê! Ê! Qua chở ra tiệm bánh này. Anh kêu Ngân hả? Xui thiệt chứ. Khánh đâu kêu Ngân đâu. Khánh kêu Hiền mà. Kêu tôi hả? Thiệt không? Tôi ra thiệt đó nha. Ra đi. Ủa Cindy, làm gì nay đọc sách nữa vậy? Trời ơi, buổi sáng thì nghỉ học, cái buổi chiều đi vô quán đọc sách. Thấy sống một đời ghê không? Chuyện học là chuyện cả đời, còn bây giờ tôi phải hâm nóng tâm hồn từ trước cái đã. Đọc sách là hâm nóng tâm hồn quá hả? Thôi Cindy, toàn là đọc mấy cái sách ngôn tình yêu đương thôi à, chứ học hỏi gì đâu. Ủa? Học yêu? Trời ơi Cindy ơi, bây giờ mình lớn rồi, mình qua cái tuổi mơ mộng rồi, trưởng thành lên. Sao không được mơ mộng vậy chị? Từ ngày em thích Diamond em càng trở nên xinh đẹp hơn. Dạo này tôi thấy Naomi trưởng thành lắm á nha. Nè, bà lấy gì đọc đi, cuốn này giải trí với lại hay cực luôn á. Không lẽ bà để thua Naomi hả? Cái gì vậy? Chồng đọc cuốn sách này á đã là sai rồi, bây giờ chồng đưa cho con Hiền đọc nó còn sai nữa. Con Hiền á, nó chỉ đọc những cái sách như là Marx Lenin rồi triết học hay là cách mạng gì thôi, đúng không? Không, Naomi và Cindy nói đúng, tôi sẽ đọc. Tốt lắm Hiền, tôi còn nhiều lắm. Bà nhớ đọc cuốn Tiếng Xét Ái Tình nha, không chừng bà gặp được ý trung nhân của cuộc đời mình á. Đẹp trai, làm bánh, chỉ có làm miêu tả Khánh thôi. Gì vậy? Ủa sao tự nhiên em sợ mũi anh gì vậy? Sao em hỏi anh?
Em có sao không vợ? Đau không? Đau không? Đau không? Không sao. Cũng may á, đây là mũi thiệt á. Mũi sửa là hả, tôi phải tốn thêm tiền tôi đi sửa lại rồi. Bực mình. Làm cái gì đâu không? Chả hiểu. Gì trời? Kệ anh ta. Trong cuộc sống, khi những cơn sóng thử thách ập tới, đừng chỉ lúng túng hoang mang, mà hãy đến một nơi yên tĩnh và im lặng để ngắm nhìn tâm trí mình. Khi tâm trí đã chạm đến được sự im lặng, sâu thẳm của bạn sẽ nhận ra rằng sức mạnh vượt qua thử thách lần này đang hiện hữu ngay trong chính bản thân bạn. Trời, bữa nay xiên dữ, mày đang đọc sách nữa chứ. Tại người ta nói chú bà, đọc sách là thành công. Gửi những bạn trẻ mà tôi yêu mến. Để coi được bao lâu chuyển nặng, nghe giọng hơi sức lực của mấy kiểu bạn này chú gặp hoài à con ơi. Mấy đứa nhỏ nó cứ nói mua sách gì học, nó có học đâu. Toàn mua chuyện công tình về đọc. Đọc xong rồi bắt chước yêu đương. Yêu kia cho sớm cho khổ không biết nữa. Con á thì con không đọc mấy cái chuyện ngôn tình, nhưng mà con là con đọc những cái bản nhạc trữ tình và kịch bản phim điện ảnh. Trời trời, đạo diễn nào gan quá vậy, dám mời con vậy? Có chứ, chị Lúc Vân đó chú. Ôi trời. Hello mọi người, bây giờ mọi người chia sẻ đi, rồi một lát nữa Ngân sẽ chỉ cho mọi người mấy cái link mà quần áo đồ đó. Hai mọi người ha. Rồi chia sẻ cho Ngân đi, 500 rồi nè. Một ngàn rồi nè. Chứ tập sách cũng yên lắm. Ngân này, đừng nghĩ trong quán một mình cậu là khách mà cậu ồn ào thế. Chia sẻ đi mọi người. Tôi Hiền. Hiền. Ê Hiền. Hả? Là phụ giúp tôi đi. Giúp gì á? Có khi nào mà tiếng sét thái tình. Sét gì cơ Hiền? Hả? Sét gì? Tiếng sét ngang tai. Khánh mới kêu Hiền giúp đúng không? Giúp. Đây bên này này. Quên. Ủa, Khánh đọc sách gì vậy? Kem dính trên mặt không biết nữa. Tính chưa người yêu à? Người yêu gì đâu. Tôi làm gì có người yêu. Tôi đang còn sợ ế đây nè. Thế cái anh mà hay đi cùng ở sân trường á, không phải người yêu à? À, anh đó hả? Anh đó là anh ở chung nhà tôi, chị em không mà người yêu gì. Mà sao vậy? Dạo này hết tà khịa tôi hả? Ăn trúng gì vậy? Trúng gì đâu, chắc là tại Khánh Khùng á. Ăn trúng gì đâu, chắc là tại Khánh thích Hiền á. Thà là nó đại được đi mọt ghê. Hiền có việc bận thì cứ về trước đi, ở lại Khánh dọn dẹp cho. Nè, cho đó, đem gì ăn đi. Sao tự dựng cho tôi? Thì
thì cảm ơn Khánh dụ hồi chiều nay thôi. Dù nó là xúc xích thịt heo nhưng mà nó còn là tấm lòng của tôi nữa. Nói vậy chắc là tôi phải bỏ tủ kính mất. Thôi, mua để ăn mà, ăn đi. Hết, mua khác ăn tiếp nha. Giờ nha, bye bye. Chị Mai. Sao? Ăn chích chích không? Không. Chị Mai. Sao nữa? Chị Mai đẹp vậy, chắc là có bí quyết gì đúng không? Chả có bí quyết gì cả, chị đẹp từ trong trứng cơ. Chị Mai. Sao nữa? Ý là chị Mai tư vấn cho em được không? Ý là... tư vấn cái gì? Tự nhiên hỏi thế. Yêu ai à? Muốn có bồ á, thay đổi bản thân trước đi. Vậy bây giờ em phải thay đổi làm sao vậy? Ý là bây giờ làm sao cho người ta thích em, mà em không cần nói cái gì hết trơn, mà người ta cũng tự dính á. Xong rồi cái mà kiểu con trai đó bực mình quá đi. Hôm nay toàn cái chuyện gì đâu á. Đẹp để làm gì? Đẹp chả lấy bớt được cái gì cả. Đàn ông bây giờ à, tụi nó yêu nhau hết rồi, không tới lượt em đâu. Ủa, bộ mới bị cắm sừng hả ta? Vậy trời, anh xuất hiện bình thường không được hay gì á? Giật mình à. Hiền ơi. Gì? Nãy anh ngồi đọc sách á, anh nghĩ về chuyện hai đứa mình. Có lẽ anh đã bỏ quên một điều gì đó ngọt ngào từ em. Khùng quá ba. Vậy trời, ăn trúng cái gì vậy ba? Anh đâu có ăn trúng gì đâu. Anh chỉ ăn cơm với cá và muốn hôn má em thôi. Khùng á, khùng á. Cái gì vậy? Đi ra nha, Rồi, đỏ mặt rồi kìa, phải không? Đỏ cái gì? Đỏ thế nào? Đây chỉ là phép thử dành cho sự nghi ngờ của anh thôi. Nghi ngờ gì? Em nói thiệt đi. Em thích anh đúng không? Ừ, nhưng mà giờ thích người khác rồi, anh nghĩ sao vậy? Tục lao, anh có cửa hả? Mơ đi. Trời. Gì trời? Ủa, gì vậy? Tôi giỡn mà chơi. Không lẽ thích tôi thiệt? Wow. Chàng trai hôm đó với cây đàn đêm mắt thầm thì chàng trai hôm đó. Tây, Tây Ninh, Tây Nam Bộ hay Tây Tạng? Ngân thích Khánh, rồi Khánh có thích Ngân không vậy? Khùng quá à, tôi không có tin đâu. Hèn chi, ghi ngay gầu rồi. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.